Tôn Giáo chuyển chức chấp bốn. Hóa ra ngươi cũng có thể biến thành dạng người sao? Chức nghiệp ngự long sư level 10, sức mạnh 55, nhanh nhẹn 53, tinh thần 60, thể lực 60. Hả long thuộc, cơ thể tri phù rồng sinh vật lưỡi rồng, thao tháo, long trảo. Hiển hóa lòng bàn tay thành long trảo, ý lực quyết định bởi long tộc dưới trướng. Lâm như kích, điều động long khí, phát ra một kích y lực cực lớn, long chi cổ vũ, tăng cường chính mình. Cùng long tộc dưới trướng, nâng cao 30% toàn thuộc tính cùng lực công kích. Quả nhiên, đúng như mình nghĩ, thuần phục được long tộc thì tất cả kỹ năng đều được mở khóa. Long chi cổ vũ có thể tăng cường chính mình cùng long tộc dưới trướng, nâng cao 30% toàn thuộc tính cùng lực công kích. Lâm Nha Kết là kỹ năng gây sát thương cao, long trảo của người thợ biết tay thành long trảo gây sát thương tương đương với long tộc. Đừng có nói mới chỉ là hắc ấu long, mà thủ tính của nó đã cao hơn người bình thường 5-6 lần. Hiện tại cho dù là tự mình đánh thì cũng có thể đề bẹp những người chức nghiệp chiến đấu cùng cấp. Khứ ước hắc long truyền thuyết level 1, sức mạnh 342, nhanh nhẹn 267, tinh thần 359, thể lực 373. Cứ Nga cường tập lao tới với tốc độ cao rồi cắn, gây sự thương chảy máu liên tục cho mục tiêu. Dùng nham liệt diễm liên tục phun lửa và phun vụt phía trước, gây thương tích và tử chuột lần. Hiệu thảo hắc long giảm 50% sát thương nhận vào, miễn dịch toàn bộ hiệu ứng xấu, tăng 500% khả năng tự hồi phục. Hiếp cử, hiếp mạch tương thông, tăng 10% thuộc tính cho ngự long sư. Mới là ấu long cấp 1 mà đã có loại kỹ năng này, cùng với gần 400 điểm các thuộc tính. Nhân lộ chẳng là gì, có như đối thủ trên là 20 cấp đi chăng nữa cũng không có khả năng là đối thủ của nó. Chính là huyết mạch tương thông làm cho các thuộc tính của mình tăng cũng rất nhiều. Thảo nào sau khi tự phục thành công, mình cảm thấy như trở nên mạnh hơn. Bỏ chức nghiệp ẩn đấu mạnh nhất sao? Chức nghiệp ẩn dù có mạnh đến đâu trước mặt long tộc cũng không có cơ hội chiến thắng đâu. Không hề nghi ngờ gì nữa, người long sư là chức nghiệp ẩn dấu mạnh mẽ nhất. Được lắm. Mặc dù có thể biến thành hình người nhưng vẫn có tập tính của loài rồng. Đặt tên cho ngươi là gì được nhỉ? Một con từ hắc long hơn nữa sinh ra vào đêm trước bình minh. Tiểu giả, gọi em là tiểu giả thì sao? Xem ra em có vẻ thích tên này nhỉ? Lần này ra ngồi tầm bảo tuy rằng nguy hiểm nhưng rất đáng giá. Đối rồi hả? Nên đi sang giết một ít quái vật hôn dạ đến lấp đầy bụng thiếu dạ đây nhỉ? Đúng vậy, bây giờ vẫn không thể cứ như vậy mà trả vờ. Cơ hội để quyết định ta có đổ bài thực hành đầu vào đại học là đây chứ sao? Đã có rất nhiều bạn học ra ngồi để thăng cấp rồi. Giải thưởng trải nghiệm của tỉnh Nam và tư cách vào phủ học lớn nhất của Long Quốc trước đây giờ đã có thể với tới. Dù vậy cũng không thể xem thường. Tận cấp bậc kỹ năng là làm quen với kỹ năng mới là nhiệm vụ hàng đầu. Tiểu giả, chúng ta lên đường đi sâu vào đồng bằng sơn thạch. Có những con quái vật còn ngon hơn cả vỏ trứng đi. À ôi, kia là linh cẩu đồng bằng còn nguy hiểm hơn cả cáo xám khát máu nữa. Linh cẩu đồng bằng level 12, liệt sĩ tơ giáo, cắn mục tiêu gây ra vết thương chảy máu liên tục, phong hỉ gây ra hiệu ứng xấu, gây bỡ cho mục tiêu. Điểm kinh nghiệm 380, nhiên liệu rơi răng chó 95 long tở.
Nhưng đó là đối với mình trước đây thôi. Lúc trước mình á, mặc dù thân cấu sám khắc máu cấp 10 cũng bị thương nặng. Muốn lên thì lên đi. Nhưng bây giờ vùng đồng bằng sơn thạch này là nơi dành cho ngự long sư mạnh nhất và con rồng của hắn rồi. Hoàn toàn không còn nguy hiểm nữa. Dũng nhâm liệt diễm. Dũng nhâm liệt diễm liên tục phun lửa vào phía trước để gây thương tích và tự chữa lành. Lục phàm điểm kinh nghiệm cộng 380. Hắc Long điểm kinh nghiệm cộng 380. Lục phàm cộng 380. Hắc Long cộng 380. Lục phàm cộng 380. Hắc Long cộng 380. Lục phàm thăng cấp level 1. Hắc Long thăng cấp level 2. Hắc Long thăng cấp level 3. Không tử. Nhưng còn phải thăng cấp nhanh hơn nữa đi sang quá tinh anh thôi nhỉ. Lục phàm cộng 380. Hắc Long cộng 380. Hắc Long cộng 380. Tiểu vợ cơ bổn tích riêu này đi. Có người khác còn đang đợi chúng ta kìa. Lục phàm điểm kinh nghiệm cộng 380. Hắc Long cộng 380. Lục phàm cộng 380. Hắc Long cộng 380. Tám toàn hiến sư level 25. Sư tử hống tăng khả năng phòng thủ và tấn công của bản thân. Tiền đạo gây ra một lượng sát thương lớn trong phạm vi của bản thân. Tám trong liên hồn gây thương gấp 3 lần trong phạm vi. Điểm kinh nghiệm 23.790. Nguyên liệu rồi nên hiến sư 1.300 long tợ. Giờ hiến sư 2.570 long tợ. Thủ lĩnh tinh anh cấp 25. Nói chung á, có một đội thợ săn quái vật mới dám tiếp cận nó. Tiểu giả đi thôi. Alo sư tử hống tăng khả năng phòng thủ và tấn công của bản thân. Tiến hành thi triển kỹ năng tám trong liên hồn gây sát thương gấp 3 lần trong phạm vi còn thời gian nạp. Kết hợp kỹ năng đỡ phá vỡ đó đi. Vậy thử cái này trước đi. Cửa ngã cường tập. Cửa ngã cường tập lao tới với tốc độ cao rồi cắn gây sát thương chảy máu liên tục cho mục tiêu. Đã cắt ngang kỹ năng tám trọng được diễm. Tốt lắm. Lông nhà kích. Lông nhà kích huyết kế tạo thành. Sử dụng lông khí để tấn công mạnh mẽ với vũ khí hiện tại. Kết thúc rồi. Đánh quá tinh anh tăng cấp nhanh thật. Một con mà đã lên nhiều cấp như vậy. Lục phàm điểm kinh nghiệm cộng 23.790. Lục phàm thăng cấp lên level 14. Lục phàm điểm kinh nghiệm 2.000 cộng 23.790. Hắc Long thăng cấp lên level 9. Hệ thống bản đồ kho báu được kích hoạt. Bản đồ kho báu đã được gửi đi. Một bản đồ kho báu khác sao? Không biết tấm này sẽ là thứ gì dành riêng cho người lông sư đây. Tiểu vợ đi thì kho báu thôi. Sâu trong đồng bằng sơn thạch. Chủ cách, chẳng lẽ cơ hội hiếm có này chúng ta phải bỏ lỡ rồi sao? Tiểu thư, chúng ta cũng là do không thấp vào mà. Mỉa cảnh cơ hội này, muốn vào ít nhất phải 5 người, mà chúng ta là không đủ người nên không mở được. Nhưng tôi kiến nghị Thái Nhi quay lại Giang Hải tìm người quay lại như thế. Tổng cách, chức nghiệp chiến đấu chiến sĩ. Không được, cỡ với tốc độ của tôi thì một người tới cũng phải mất một ngày. Thái Nhi, chức nghiệp chiến đấu kể rình rập. Bị cảnh cơ hội được làm mới ngẫu nhiên. Có phần thưởng cao hơn phó bản thường, nhưng chỉ tồn tại trong 24 giờ. Một ngày thì chắc chắn không kịp rồi. Tần thu, chức nghiệp chiến đấu. Tiểu thư, cô không cần phải lo lắng về chuyện được hay mất như thế này đâu nhỉ. Giờ và thực lực của cô chỉ cần ngươi vào top 10 trường đại học đứng đầu nhất định
sẽ cấp cho cô bí cảnh. Chú cách. Điều chú nói thì tôi biết rồi, chỉ là thật sự đáng tiếc. Ai? Không phải căn ở chỉ là đau thường, chỉ là qua đường thôi. Nhìn bộ dạng của cậu, chàng trai đây không phải là nơi để săn nguyên liệu đâu nhỉ? Xin chào, chúng tôi đến từ Tần Gia, thành phố Giang Hải. Tôi là Tần Thu. Tuy có chút đường đột nhưng anh có thể tạm thời hợp tác với chúng tôi không? Cái gì cũng không cần làm, chỉ cần cùng bọn tôi tiến vào bí cảnh cơ hội. Sau khi dọn bí cảnh thành công sẽ trả anh 100k long tỏa làm phụ làm thù lao như thế nào hả? Bí cảnh cơ hội 100k long tỏa. Bí cảnh cơ hội khiến cái tầng gia tộc giàu có nhất thành phố Giang Hải muốn vào phần thưởng nhất định rất hiếm có. Đúng vậy, chỉ cần giúp chúng tôi có đủ nhân số bí cảnh yêu cầu là được. Anh việc gì cũng không cần làm mà đã có 100k long tỏa. Chuyện tốt như vậy cũng không phải là tự dưng mà có đâu. Đi thôi, nhanh nào. Tôi không hứng thú với tiền, nhưng chúng ta có thể hợp tác theo quy định. Ý người nói, người muốn phân phối phần thưởng của bí cảnh dựa vào thực lực sao? Không sai. Cấp của chúng ta trung bình khoảng 20, mà hắn không có vị yếu hơn so với mình. Tự tin như thế sao? Hắn chỉ là một tiểu tử có lòng tự trọng cao. Nếu anh đã muốn hợp tác như vậy và chúng tôi cũng hợp tác theo ý anh. Đỡ thể hiện sự chân thành, 100k long tợ đã hứa trước đó vẫn được tính. Quyết vậy đi. Được rồi, mọi người bắt đầu thôi, chuẩn bị xuất phát. Tiết lộ danh tính của tiểu dạ cho người lỡ nơi hôn phu này sẽ chỉ mang lại thêm rắc rối. Vậy mình sẽ đợi tiểu gia đợi đến khi lấy được phần thưởng bí cảnh mới triệu hồi ra ngồi. Bí cảnh cơ hội. Hải Đông thôn cấp độ bí cảnh level 20, độ khó bí cảnh khó, số người tham gia trên 5 người. Thôn này yên tĩnh quá đi, chỉ nghe thấy tiếng của mỗi chúng ta. Không khí nặng nề, dường như không có sự, không có dấu hiệu sự sống trong sương mù. Tiểu tử, trong tay cậu không có trang bị ổn không đi? Không có trang bị sao hả? Kiếm ngắn hắc long, level yêu cầu level 10, chức nghiệp yêu cầu ngự long sư. Long huyết chiến sĩ, long huyết hải hóa, làm cho người sử dụng được long hóa gia tăng long hóa ý lực, sức mạnh cộng 65, thế lực cộng 30. Sau khi đến ngã tam đầu hiến sư, đồng thời cũng kích phát bảo đồ cao cấp và cho mình cơ hội đổi khảm đồ và của tân thủ. Tiểu tử, vũ khí của cậu cũng không tồi đâu. Lúc trước ta còn tưởng rằng cậu là thợ săn nguyên liệu. Cậu ở tuổi này là học sinh mới chuyển chức à? Anh quan tâm cậu ta làm gì? Hợp tác thì cũng chỉ là hợp tác. Nếu cậu ta mà có ý đồ xấu, tôi sẽ cắt cho cậu ta ngay lập tức. Giảm bi thối rửa, level 15, ném kinh nghiệm 620, nghiên điệu rơi, nồng độc thối rửa 265 lông tợ. Cản sĩ lo và âm chặt một tiến hành liên tục sẽ rất sát độc. Bởi cứ công kích nào cũng có hiệu ứng độc, khiến cho mục tiêu tổn thương hắc bẩn nghiêm trọng. Mục tiêu chết dưới hiệu quả này sẽ biến thành zombie. Chữa cách ẩn thuận. Tiêu giả, chức nghiệp chiến đấu level 20, hiệp sĩ, xung đột.
Tiểu giả, làm được lắm. Tổng kết chức nghiệp chiến đấu đi vào 28 chiến sĩ. Thế nhi, chức nghiệp chiến đấu đi vào 23 cái rình rập. Chiến binh, thợ lặn và hiệp sĩ canh gác cổng di chuyển. Vị trí đội hình rất là hợp lý, đặc biệt là tôn kích chiến sĩ level 28 sắp chiến chức lần 2 rồi. Thánh quan tinh vũ, thánh quan tinh vũ hỗ trợ năng lượng bắn tinh quang như mưa rơi, gây sát thương thần thánh lên phe địch và đồng thời hồi máu cho đồng minh. Đây là chức nghiệp của tôi, chức nghiệp ẩn pháp sư thánh quang, có thể vừa tấn công vừa trị liệu. Tất nhiên sát thương không bằng pháp sư, trị liệu cũng không bằng mục sư. Tần Thu, level 13, chức nghiệp chiến đấu ẩn pháp sư thánh quang, hóa ra là vậy. Thêm một chức nghiệp ẩn, tuy nhiên sát thương thần thánh của cô ấy rất là hiệu quả đối với những zombie này. Có quá tin anh bị kích động sao? Dựa vào tiếng động chắc cũng khá là nhiều đấy. Dẫn bị máu tươi level 20, điểm kinh nghiệm 1340 điểm nguyên liệu rơi. Tôi đọc tốt huyết hộ 910 long tử. Hụt màu canxi, bám lấy mục tiêu liên tục cắn, gây sát thương cho mục tiêu đồng thời chữa trị cho chính mình. Xác độc, bất kỳ công kích nào cũng có độc tính, mục tiêu hiện tại liên tục mất máu và tự hồi máu bản thân. Quân huyết cuồng bão, tiến vào trạng thái cuồng bão, tăng 40% sức mạnh. Là quá tên anh, thả nhi bảo vợ, tiểu thư và tiểu tử. Tiểu giả, lên với ta, đừng có đỡ mấy thứ này vượt qua. Rõ. Mã nghiện trảm, đột kích. Cái gì? Không rút vũ khí ra được. Sát độc, bất kỳ công kích nào cũng có độc tính á. Mục tiêu hiện tại liên tục bất bố và tự hồi máu bản thân. Sao lại là sát đột phở của thuộc thanh tẩy của một sư mới giảm trừ được chứ? Tôn đại ca, cứu em, nhanh mua vũ khí đi. Tại gì? Lên hàng trước thấy tôi không chết zombie. Không cần phải phiền cô ấy, giao cho tôi đi. Chấp 5.